pháp mới cứu được con, xin thầy chỉ cho con. Cây hương để thờ cái gì? Thờ thần linh thổ địa, môn khẩu thổ địa tài thần. Theo quan điểm của các nhà phong thủy học, thờ cây hương có hai luồng tư tưởng. Một luồng tư tưởng á, ở Việt Nam chúng ta theo cái đạo thánh á, thì họ gọi là thờ gì? Thờ mẫu bán thiên. Trên cái linh vị, cái bài vị để viết cái gì hiệu thờ á, thì họ viết là gì? Cung thỉnh bán thiên mạo dầu công chúa giáng ứng lô nha. Đấy là gì? Đấy là theo người theo gì? Theo cái thuyết của gì? Của tứ phủ, của đạo thánh. Thì họ viết cái gì hiệu thờ là cung thỉnh bán thiên mạo dầu công chúa giáng ứng lô nha. Và coi như đấy gọi là thờ mẫu bán thiên. Thờ mẫu bán thiên. Đấy là những người theo đạo thánh nhá, theo tứ phủ nhá. Còn những các nhà theo phong thủy học, có nghĩa là xuyên thiên về phong thủy á, thì họ lại viết cái gì hiệu là gì? Cung thỉnh, cung môn, môn khẩu, thổ địa, tài thần. Đó. Hoặc là cung thỉnh, cung môn, môn khẩu, thổ địa, ban tài, tiếp lộc, vân vân. Nó tương giống như cái thờ thần tài ở trong nhà ấy. Thờ thần tài trong nhà. Đấy là về thuyết của gì? Của phong thủy. Của phong thủy. Mục đích là để gì? Đem đón tài lộc và bảo hộ bình an cho gia đình ở trên mảnh đất đó. Cho nên á, nếu mà gia đình nhà nào á, mà đất rộng, thờ cây hương cũng rất tốt. Trừ là ở thành phố nó không có, thì có gia đình họ vẫn thờ, họ làm trên tầng thượng á, vẫn có. Nhưng mà thờ cây hương theo cái nguyên tắc thờ của cây hương ở phong thủy á, người ta phải gì? Nó lại không hướng vào là nó vào tọa hung và hướng cát. Đấy là cái yêu cầu số 1. Tức là gì? Ngồi về cái hướng hung của chủ nhà và hướng về cái hướng cát, về cái mệnh của người chủ nhà. Ví dụ như người mà đông tứ trạch thì hợp sẽ là hợp hướng đông là 1, đông nam là 2, chính nam là 3 và chính bắc là 4. Người tây tứ trạch thì hợp với hướng tây là 1, tây bắc là 2, tây nam là 3 và đông bắc là 4. Đó là thuộc về tây tứ trạch. Nếu mà người thuộc về tây tứ trạch á, thì cái lưng của cái cây hương đó phải hướng về hướng đông là 1, đông nam là 2, chính nam, chính bắc là 3. Để quay mặt cây hương về hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc là trong 1 trong 4 hướng đó. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa, ấy khi người ta phải gì? Lại phải đoán được hướng rồi, cái hướng là cái số 1. Cái thứ hai đó là muốn được có tài có lộc á, thì người ta xây ở phía bên trũng và hướng lên phía bên gì? Bên cao, lấy cái chậu nước đổ ra cái sân mà nó chảy về hướng nào đó thì xây cây hương ở hướng đó để quay lên, có nghĩa là gì? Là đoán lộc, với cái ý nghĩa của phong thủy học. Ngày xưa chúng tôi học phong thủy thì họ hướng dẫn như vậy. Còn được hay không thì cũng còn tùy thuộc vào cái phúc của gia chủ nữa các quý vị ạ. Chứ không phải là cứ làm như thế là được lộc, lộc về như nước sông Đà đâu, không có đâu. Mà còn cái phúc của mình. Đây là nói một chút như thế. Cho nên cái việc thờ cây hương phải nói là theo cái quan niệm của phong thủy và của dân gian chúng ta cũng rất là tốt. Không có gì là xấu cả. Trong học kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy gì? Tất cả các vị thần, nếu chúng ta biết chuyển hóa họ, biết tôn trọng họ, thì các vị thần đó sẽ là những vị thần bảo hộ cho gì? Cho gia đình và cho chính tính mạng của chúng ta. Như trong kinh Địa Tạng nói là gì? Ác độc quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, vân vân. Cho đến những hành bệnh quỷ vương và ác độc quỷ vương là những vị quỷ vương gì ạ? Chuyên đem những tai họa, những gieo rắc, những cái niềm đau, những nỗi sợ hãi cho dân gian. Nhưng mà người đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng thì lại được các vị gì? Ác độc quỷ vương và gì? Hành bệnh quỷ vương nhấn đến là gì? Là chủ mệnh quỷ vương đều bảo hộ chúng ta, đều giúp đỡ chúng ta và sai các vị thiện quỷ thần đến để gì? Để trông nhà, giữ cửa, đi theo chúng ta để bảo vệ tính mạng cho chúng ta. Vậy xấu hay tốt? Tất cả ở thế gian này, các vị quỷ thần xấu hay tốt đều do chúng ta đối xử với họ vậy. Chúng ta không tôn trọng họ thì họ cũng quay lại gì? Cũng quay lại không tôn trọng chúng ta và thậm chí còn gì? Tìm cách để hại chúng ta nữa. Nếu chúng ta tôn trọng họ, sống hòa hiếu với họ thì họ sẽ gì? Cũng sẽ tôn trọng và sống hòa hiếu với chúng ta, thậm chí còn bảo hộ cho chúng ta. Đó. Cho nên quan điểm của tôi á, từ khi mà truyền bá bộ kinh Địa Tạng này, học và hiểu được cái ý nghĩa Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng, tất cả các vị quỷ thần đều có thể là những thần bảo hộ Phật pháp, đều có thể là những vị thần bảo hộ cho
cho nhân gian chúng ta nếu chúng ta hướng về họ, nghĩ thiện về họ, đem công đức thiện của chúng ta tu tập làm được để hồi hướng cho họ, thì họ cũng sẽ coi chúng ta như một người bạn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.